Bạn đang nghe từ Phonos. Bí mật sức mạnh tiềm thức, giải mã luật hấp dẫn và cách vận dụng vào cuộc sống. Tác giả: Tiến sĩ Joseph Murphy. Người dịch: Dương Bùi. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông 1980 Books. Lời nói đầu. Tất cả mọi người đều biết đến việc theo đuổi hạnh phúc. Chúng ta đều tránh xa nỗi đau, hướng tới niềm vui và hạnh phúc. Cũng giống như việc thở và uống nước, tìm kiếm hạnh phúc là điều quan trọng đối với con người. Tất cả chúng ta đều bị thúc đẩy bởi sự thôi thúc không thể cưỡng lại này. Nhiều người trong số chúng ta dành phần lớn cuộc đời của mình để tìm kiếm hạnh phúc ở những sai lầm, giống như việc cố gắng lấy máu từ một viên đá. Chúng ta không bao giờ biết được rằng chẳng thể nào tìm thấy những thứ chưa từng có ở đó. Có lẽ trở ngại lớn nhất đối với chúng ta là ôm niềm tin rằng hạnh phúc đến từ những điều kiện bên ngoài. Khi người bạn đời của tôi thay đổi, tôi sẽ hạnh phúc. Khi tôi kiếm được nhiều tiền hơn, tôi sẽ hạnh phúc. Khi những hành động của chính phủ trở nên đúng đắn hơn, tôi sẽ hạnh phúc. Những người tin vào các câu nói này đôi khi thấy mình không hạnh phúc, bởi vì sự thật là sẽ luôn có những trở ngại trên con đường chúng ta đi. Sẽ luôn có những tác động bên ngoài mà chúng ta không thể nào kiểm soát được. Tuy nhiên, hạnh phúc thực sự nằm trong tầm tay của chúng ta. Joseph Murphy là một trong những giáo viên tư tưởng mới xuất sắc nhất của thế kỷ 20. Ông đã viết, giảng dạy và thuyết trình rộng rãi về ý thức và tiềm năng của con người. Những lời của ông cho thấy chúng ta có thể tìm được niềm vui trong những lúc khó khăn. Bạn không chỉ có thể tạo ra và trải nghiệm cuộc sống một cách có chủ ý hơn để mang lại những điều kiện mà bạn thích. Ngay cả khi không có những điều kiện ấy, bạn cũng có thể tạo ra hạnh phúc từ bên trong. Bởi vì hạnh phúc là một công việc bên trong, đồng thời là một công việc nội bộ. Vậy nên, bạn có toàn quyền tự do và kiểm soát nó. Bạn tạo ra hạnh phúc thông qua ý nghĩa và bản sắc bạn gắn liền với suy nghĩ và cảm xúc, tiềm thức của mình. Không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát các sự kiện bên ngoài, nhưng bạn luôn có toàn quyền để kiểm soát cách mà bạn tiếp cận chúng. Bí mật sức mạnh tiềm thức nhắc nhở chúng ta về nguồn hạnh phúc thực sự xảy ra khi chúng ta gắn tiềm thức của mình với nguồn sống bên trong, nơi mà từ đó vạn vật tuôn chảy, sức mạnh của sự sống. Và nó ở bên trong bạn, thể hiện như bạn, thông qua bạn và dành cho bạn. Thế giới đã dạy chúng ta qua hàng thiên niên kỷ, để rồi chúng ta quay lưng lại với chính con người thật của mình, quên đi sức mạnh sáng tạo thiêng liêng, coi bản thân chỉ là xương là thịt, như những sinh vật tầm thường trước sức mạnh đến từ bên ngoài. Một người không nhận thức được sức mạnh tinh thần bên trong sẽ rơi vào tình trạng sợ hãi. Những suy nghĩ và cảm xúc có điều kiện và giới hạn dẫn đến tình trạng đồng loạt vô thức. Người đã bắt đầu mối quan hệ của mình với nguồn sẽ trở thành một người sáng tạo có ý thức, một người giữ la bàn liên tục ổn định, bất chấp những gì có thể xảy ra xung quanh họ và trên thế giới. Theo kinh nghiệm của tôi, tất cả các vấn đề của nhân loại chỉ có một nguyên nhân sâu xa là niềm tin sâu sắc vào ảo tưởng tách rời khỏi nguồn. Nhưng trong mỗi thời điểm, bạn có thể lựa chọn để phù hợp với nguồn hơn là sợ hãi. Sự trung thành này được thể hiện theo nghĩa đen, thông qua suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Bằng cách từ chối những suy nghĩ và cảm xúc tự đánh bại bản thân, bạn chọn hạnh phúc. Những lời của Joseph Murphy sẽ giúp bạn xác định
và củng cố kết nối của bạn với nguồn bên trong. Hãy đọc hoặc nghe chúng để hiểu hơn. Tăng cường lòng tin vào niềm tin rằng bạn có thể thu hút được hạnh phúc. Hãy chịu trách nhiệm về cuộc sống của bạn và yêu cầu quyền được hạnh phúc vô điều kiện. Hãy tận hưởng cuốn sách nhỏ này. David Cameron Gikandi, tác giả của cuốn sách A Happy Pocket Full of Money, tạm dịch Một chiếc túi đầy tiền hạnh phúc. Sẽ luôn có những tác động bên ngoài mà chúng ta không thể nào kiểm soát được. Tuy nhiên, hạnh phúc thực sự vẫn luôn nằm trong tầm tay của chúng ta. Giới thiệu. Mọi người đều mong muốn sức khỏe, hạnh phúc, an ninh, yên tâm và những biểu hiện chân chính. Nhưng nhiều người lại không đạt được kết quả xác định và rõ ràng. Gần đây, một giáo sư đại học đã thừa nhận với tôi: "Tôi biết rằng nếu tôi thay đổi tâm lý và chuyển hướng cuộc sống tình cảm của mình, vết loét của tôi sẽ không tái phát. Nhưng tôi không có bất kỳ kỹ thuật, quy trình hoặc phương pháp nào. Tâm trí tôi trở đi trở lại về nhiều vấn đề của mình và tôi cảm thấy thất vọng, thất bại và không hạnh phúc." Mong muốn của vị giáo sư này là có được một sức khỏe hoàn hảo. Ông cần kiến thức về cách mà đầu óc mình hoạt động, kiến thức có thể cho phép ông thực hiện mong muốn của mình. Bằng cách thực hành các phương pháp được nêu trong cuốn sách này, ông ấy đã trở nên toàn diện và tìm thấy hạnh phúc bản thân đang tìm kiếm. Tại sao một người lại buồn và một người khác lại vui? Tại sao một số người vui vẻ và giàu có trong khi những người khác lại nghèo nàn và đau khổ? Tại sao một người lại sợ hãi và lo lắng, còn một người khác lại tràn đầy niềm tin và sự tự tin? Tại sao có rất nhiều người tốt và tôn giáo tử tế lại phải chịu sự tra tấn của những kẻ khốn nạn, để rồi bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần? Tại sao nhiều người vô đạo đức và phi tôn giáo lại thành công và thịnh vượng, hưởng sự sung túc và hạnh phúc? Có câu trả lời cho những câu hỏi ấy trong hoạt động của tâm trí, ý thức và tiềm thức của bạn không? Chắc chắn là có. Lý do viết cuốn sách này: vì mục đích rõ ràng là trả lời, làm rõ những câu hỏi trên và nhiều câu hỏi khác có tính chất tương tự, tôi đã được thúc đẩy viết ra cuốn sách này. Tôi đã cố gắng để giải thích những chân lý cơ bản tuyệt vời trong tâm trí bạn bằng ngôn ngữ đơn giản nhất có thể. Tôi tin rằng hoàn toàn có thể giải thích những quy luật cơ bản, nền tảng của cuộc sống cùng tâm trí bạn bằng ngôn ngữ bình thường vẫn dùng hàng ngày. Tôi mong bạn nghiên cứu cuốn sách này và áp dụng các kỹ thuật được nêu ở đây. Và nếu như bạn đang làm điều đó, tôi cảm thấy hoàn toàn tin tưởng rằng bạn sẽ nắm giữ được một sức mạnh kỳ diệu có thể đưa bạn thoát ra khỏi những bối rối, đau khổ, u uất và thất bại. Sức mạnh ấy sẽ hướng bạn đến với những điều đúng đắn, giải quyết các khó khăn của bạn, tách bạn ra khỏi sự trói buộc về tình cảm và thể chất, đưa bạn đến với con đường ánh sáng dẫn tới tự do, bình yên và hạnh phúc. Sức mạnh kỳ diệu này hoạt động trong tiềm thức của bạn. Nó có thể chữa lành cho bạn, đưa bạn rời xa khỏi những gì đang kìm hãm bạn. Nó giúp bạn học cách sử dụng sức mạnh bên trong để mở cánh cửa nhà tù của sự sợ hãi, bước vào cuộc sống được Thánh Paul mô tả là sự tự do và vinh quang của lũ trẻ của Đức Chúa Trời. Điểm độc đáo của cuốn sách này chính là tính thực tế của nó. Tại đây, bạn được đọc hoặc nghe các kỹ thuật và công thức đơn giản, có thể sử dụng và dễ dàng áp dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày.
tôi đã dạy những tiến trình đơn giản này cho đàn ông và phụ nữ trên toàn thế giới, tới những cá nhân từ mọi bước đi của cuộc sống, đồng thời đưa chúng vào lớp học, và hơn 1.000 người bao gồm cả đàn ông và phụ nữ từ tất cả các tôn giáo. Nhiều người đến từ khoảng cách 200 dặm hoặc nhiều hơn. Các tính năng đặc biệt của cuốn sách này sẽ hấp dẫn bạn, bởi vì chúng sẽ chỉ cho bạn thấy rằng đôi khi bạn nhận được điều ngược lại với những gì mà bạn đã cầu nguyện, sau đó tiết lộ cho bạn biết lý do tại sao. Rất nhiều người ở khắp mọi nơi trên thế giới đã hỏi tôi hàng ngàn lần: tại sao tôi đã cầu nguyện và cầu nguyện nhưng lại không nhận được câu trả lời? Trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy lý do cho sự phàn nàn phổ biến ấy. Nhiều cách gây ấn tượng trong tiềm thức và nhận được câu trả lời đúng làm cho cuốn sách này trở thành một cuốn sách cực kỳ có giá trị, đồng thời cũng là một sự trợ giúp luôn luôn hiện hữu trong thời gian bạn gặp khó khăn. Sức mạnh kỳ diệu của tiềm thức có thể chữa lành những gì đang kìm hãm bạn. Bạn tin tưởng vào điều gì? Đó không phải là điều được tin tưởng sẽ mang lại câu trả lời cho lời cầu nguyện của chúng ta. Câu trả lời cho lời cầu nguyện có kết quả khi tiềm thức của chúng ta phản ứng với hình ảnh tinh thần hoặc suy nghĩ mà chúng ta có trong đầu. Quy luật niềm tin này đang vận hành trong tất cả các tôn giáo trên thế giới và là lý do tại sao chúng đúng về mặt tâm lý. Các tín đồ Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và Do Thái đều có thể nhận được câu trả lời cho những lời cầu nguyện của họ. Nguyên nhân không phải vì tín ngưỡng, tôn giáo, đảng phái, nghi lễ, công thức, phụng vụ, thần chú, hy sinh hay cúng bái. Tất cả chỉ vì niềm tin hay sự chấp nhận về mặt tinh thần và sự tiếp thu về điều mà họ cầu nguyện. Quy luật của cuộc sống là quy luật của niềm tin, và niềm tin có thể được tóm tắt ngắn gọn như một suy nghĩ trong đầu bạn. Khi bạn nghĩ, cảm thấy và tin tưởng, tình trạng của tinh thần, thể chất và hoàn cảnh của bạn cũng vậy. Một kỹ thuật, một phương pháp dựa trên sự hiểu biết về những gì mà bạn đang làm và lý do bạn đang làm nó sẽ giúp bạn tạo ra một hiện thân dưới dạng tiềm thức của tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Về cơ bản, lời cầu nguyện được đáp lại là sự hiện thực hóa ước muốn của trái tim bạn. Lời cầu nguyện của bạn được đáp lại bởi vì tâm trí tiềm thức của bạn là nguyên tắc, và theo nguyên tắc đó, tôi muốn nói đến cách mà một sự vật hoạt động. Ví dụ, nguyên tắc hoạt động của điện là từ điện thế cao hơn đến điện thế thấp hơn. Bạn không thay đổi nguyên tắc điện khi sử dụng, nhưng bằng cách hợp tác với thiên nhiên, bạn có thể mang lại những phát minh và khám phá kỳ diệu để ban phước cho nhân loại theo vô số cách. Tiềm thức của bạn là nguyên tắc và hoạt động theo quy luật của niềm tin. Bạn phải biết niềm tin là gì, tại sao nó hoạt động và nó hoạt động như thế nào. Quy luật của tâm trí bạn là quy luật của niềm tin. Điều này có nghĩa rằng bạn phải tin vào cách tâm trí bạn hoạt động để tin vào chính niềm tin ấy. Niềm tin của tâm trí bạn chính là suy nghĩ của tâm trí bạn. Điều đó đơn giản, chỉ vậy thôi và không có gì khác nữa. Tất cả kinh nghiệm, sự kiện, điều kiện và hành vi của bạn đều là phản ứng của tiềm thức đối với suy nghĩ của bạn. Hãy nhớ rằng nó không phải là điều để tin, nhưng hãy có niềm tin vào chính tâm trí của bạn để từ đó gặt hái được kết quả. Ngừng tin vào những niềm tin và quan điểm sai lầm, mê tín dị đoan và nỗi sợ hãi của con người. Hãy bắt đầu tin vào những chân lý vĩnh cửu của cuộc sống, không bao giờ thay đổi. Sau đó, bạn sẽ tiến lên, hướng lên cao và hướng về Chúa. Năng lực hoạt động kỳ diệu của tâm trí có ý thức của bạn đã tồn tại trước cả khi bạn và tôi được sinh ra, trước khi bất kỳ nhà thờ hay thế giới nào tồn tại. Những chân lý vĩnh cửu vĩ đại và các nguyên tắc của cuộc sống
đã có trước tất cả mọi tôn giáo. Với những suy nghĩ này, tôi khuyên bạn trong các chương tiếp theo hãy nắm giữ sức mạnh tuyệt vời cùng ma thuật và sự biến đổi, một sức mạnh sẽ trói buộc những vết thương về mặt tinh thần và thể chất, tuyên bố sự tự do cho tâm trí sợ hãi, đồng thời hoàn toàn giải phóng bạn khỏi những hạn chế của bất hạnh, thất bại, khốn khổ, thiếu thốn và thất vọng. Tất cả những gì bạn phải làm là hợp nhất về mặt tinh thần và cảm xúc với những gì tốt đẹp mà bạn muốn thể hiện, rồi sức mạnh sáng tạo trong tiềm thức của bạn sẽ đáp ứng tương đương. Hãy bắt đầu ngay bây giờ, ngay hôm nay, hãy để những điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống của bạn. Hiểu những gì bạn đang làm và tại sao bạn làm nó sẽ giúp mang lại một hiện thân tiềm thức của tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chương 1. Gặp gỡ tiềm thức của bạn. Bạn chỉ có một tâm trí, nhưng tâm trí của bạn có hai đặc điểm riêng biệt. Ngày nay, ranh giới phân định giữa hai điều này đã được biết đến với tất cả những người đàn ông và phụ nữ có tư duy. Về cơ bản, hai chức năng của tâm trí bạn không giống nhau. Mỗi con người đều được ban tặng những thuộc tính và sức mạnh riêng biệt. Tâm trí bạn là một nhị nguyên. Sau đây là các danh pháp kép thường được sử dụng để phân biệt hai chức năng của tâm trí bạn: tâm trí khách quan và chủ quan, tâm trí có ý thức và tiềm thức, tâm trí thức và ngủ, bản thân bên ngoài và bản thân sâu thẳm, tâm trí tự nguyện và tâm trí không tự nguyện, nam và nữ, cùng nhiều thuật ngữ tương tự khác. Xuyên suốt cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy các thuật ngữ ý thức và tiềm thức được sử dụng để đại diện cho bản chất kép của tâm trí bạn. Trí óc có ý thức và tiềm thức. Một cách tuyệt vời để làm quen với hai chức năng của tâm trí là coi tâm trí của chính bạn như một khu vườn. Bạn là một người làm vườn và bạn đang gieo những hạt giống, tức suy nghĩ, trong tiềm thức của mình suốt cả ngày dựa trên thói quen suy nghĩ của bạn. Khi bạn gieo hạt giống suy nghĩ và tiềm thức của bản thân, bạn cũng sẽ gặt hái được thành quả trong cơ thể và môi trường của mình. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ để gieo những suy nghĩ về hòa bình, hạnh phúc, hành động đúng đắn, thiện chí và sự thịnh vượng. Hãy suy nghĩ một cách lặng lẽ, quan tâm đến những phẩm chất này và hoàn toàn chấp nhận chúng trong tâm trí lý luận tỉnh táo của bạn. Bên cạnh đó, hãy tiếp tục gieo những hạt giống, tức suy nghĩ tuyệt vời này, vào khu vườn của tâm trí bạn, và bạn sẽ gặt hái được một vụ mùa bội thu, một vụ mùa hạnh phúc. Tiềm thức của bạn có thể được ví như đất, nơi tất cả các loại hạt giống sẽ mọc lên, dù tốt hay xấu. Bạn hái nho hay gai, quả sung hay cây tật lê. Do đó, mọi suy nghĩ đều là nguyên nhân và mọi điều kiện đều là kết quả. Vì lý do này, điều cần thiết là bạn phải kiểm soát suy nghĩ của mình để chỉ đưa ra những điều kiện mà bạn mong muốn. Khi tâm trí bạn suy nghĩ đúng đắn, khi bạn hiểu sự thật, khi những suy nghĩ lắng động trong tiềm thức của bạn mang tính xây dựng, hài hòa và hòa bình, sức mạnh hoạt động kỳ diệu của tiềm thức sẽ đáp ứng và mang lại những điều kiện hài hòa, môi trường xung quanh dễ chịu và mọi thứ tốt nhất cho bạn. Khi bạn bắt đầu kiểm soát quá trình suy nghĩ của mình, bạn có thể áp dụng sức mạnh của tiềm thức vào bất kỳ vấn đề hoặc khó khăn nào. Nói cách khác, bạn sẽ thực sự hợp tác một cách có ý thức với quyền năng vô hạn và luật toàn năng, thứ chi phối vạn vật. Hãy nhìn xung quanh bạn, ở bất cứ nơi nào bạn sống, và bạn sẽ nhận thấy rằng phần lớn nhân loại đang sống ở thế giới bên ngoài. Những người càng giác ngộ càng quan tâm nhiều hơn
đến thế giới bên trong. Hãy nhớ rằng, chính thế giới bên trong, cụ thể là suy nghĩ, cảm xúc và hình ảnh tạo ra thế giới bên ngoài của bạn. Do đó, đây là sức mạnh sáng tạo duy nhất. Và mọi thứ bạn tìm thấy trong thế giới biểu hiện của bạn đã được bạn tạo ra trong thế giới nội tâm của tâm trí bạn một cách có ý thức hay vô thức. Kiến thức về sự tương tác của tâm trí ý thức và tiềm thức sẽ cho phép bạn biến đổi toàn bộ cuộc sống của mình. Để thay đổi điều kiện bên ngoài, bạn phải thay đổi nguyên nhân. Hầu hết mọi người cố gắng thay đổi điều kiện và hoàn cảnh bằng cách làm việc với điều kiện và hoàn cảnh đó. Tuy nhiên, để loại bỏ sự bất hòa, mâu thuẫn, thiếu hụt và hạn chế, bạn phải loại bỏ nguyên nhân, và nguyên nhân là cách mà bạn đang sử dụng đầu óc tỉnh táo của mình. Nói cách khác, đó là cách bạn đang suy nghĩ và hình dung trong đầu. Bạn đang sống trong một vùng biển giàu có vô hạn. Tiềm thức của bạn rất nhạy cảm với những suy nghĩ của chính mình. Suy nghĩ của bạn tạo thành khuôn hoặc ma trận mà qua đó trí thông minh, trí tuệ, lực lượng quan trọng và năng lượng vô hạn của tiềm thức bạn tuôn chảy. Việc áp dụng thực tế các quy luật của tâm trí bạn như một minh họa trong suốt cuốn sách này sẽ khiến bạn trải nghiệm sự giàu có thay vì nghèo đói, sự khôn ngoan thay vì mê tín và ngu dốt, bình yên thay vì cho nỗi đau, niềm vui thay cho nỗi buồn, ánh sáng thay cho bóng tối, hòa hợp thay cho bất hòa, niềm tin và sự tự tin thay cho nỗi sợ hãi, thành công thay cho thất bại, và tự do thoát khỏi quy luật trung bình. Tất cả chỉ chứa đựng trong một từ thôi, đó là hạnh phúc. Từ quan điểm tinh thần, tình cảm và vật chất, chắc chắn không có phước lành nào tuyệt vời hơn những kết quả này. Hầu hết các nhà khoa học, nghệ sĩ, nhà thơ, ca sĩ, nhà văn và nhà phát minh vĩ đại đều có sự hiểu biết sâu sắc về hoạt động của ý thức và tiềm thức. Tôi nhỏ, tôi lớn. Có một câu chuyện kể rằng, vào một lần, Caruso, giọng nam cao vĩ đại của opera, mắc chứng sợ sân khấu. Caruso cho biết cổ họng của anh đã bị tê liệt. Nguyên nhân là bởi nỗi sợ hãi dữ dội đã làm cho các cơ trong dây thanh âm của anh ấy co thắt. Mồ hôi tuôn ròng ròng trên gương mặt anh. Caruso xấu hổ vì chỉ còn vài phút nữa thôi là anh sẽ phải bước ra sân khấu. Nhưng anh lại đang run lên vì sợ hãi và run rẩy. Anh nói, họ sẽ cười tôi không thể hát. Sau đó, trước sự chứng kiến của những người ở hậu trường với Caruso, anh ấy hét lên, tôi nhỏ, muốn bóp cổ tôi lớn ở bên trong tôi. Caruso nói với tôi nhỏ rằng, hãy ra khỏi đây, tôi lớn muốn hát qua tôi. Hát bằng tôi lớn. Ý của Caruso là sức mạnh và trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của anh ấy. Và rồi anh bắt đầu hét lên, tránh ra, tôi lớn sẽ hát. Tiềm thức của Caruso đã đáp lại và giải phóng các lực lượng quan trọng trong anh. Khi có tiếng gọi, anh bước ra sân khấu và hát vang. Dáng vẻ oai phong ấy đã khiến cho khán giả say mê. Rõ ràng, Caruso có hai cấp độ tâm trí, cấp độ ý thức hoặc lý trí và cấp độ tiềm thức hoặc phi lý trí. Tiềm thức của bạn sẽ phản ứng với bản chất của suy nghĩ. Khi tâm trí của bạn, tức tôi nhỏ, đầy sợ hãi và lo ngại, những cảm xúc tiêu cực nảy sinh trong tiềm thức của bạn, tức tôi lớn, sẽ giải phóng và lấp đầy tâm trí ý thức của bạn bằng cảm giác hoảng sợ, mang tới điềm gỡ và sự tuyệt vọng. Khi điều này xảy ra, bạn có thể làm giống Caruso, nói một cách khẳng định và đầy quyền uy khi đối mặt với những cảm xúc phi lý trí được tạo ra trong tâm trí sâu sắc hơn của bạn như sau. Hãy yên lặng, im lặng đi. Tôi nắm quyền kiểm soát và bạn phải tuân theo mệnh lệnh của tôi. Hãy tuân theo mệnh lệnh của tôi. Bạn không thể xâm phạm vào nơi mà bạn không thuộc về. Thật hấp dẫn và vô cùng thú vị khi quan sát việc bạn có thể nói một cách vừa đầy quyền uy
vừa có niềm tin vào sự chuyển động phi lý của con người sâu sắc hơn trong bạn, mang lại sự im lặng, hài hòa và bình yên cho tâm trí bạn. Tiềm thức là đối tượng của tâm trí ý thức, và đó là lý do tại sao nó được gọi là tiềm thức hoặc chủ quan. Bí mật tuyệt vời được sở hữu bởi những con người vĩ đại trong suốt các thời đại là khả năng tiếp xúc và giải phóng sức mạnh của tiềm thức trong họ cho sự dồi dào, cho hòa bình, cho hạnh phúc. Bạn cũng có thể làm được như vậy. Hạnh phúc là một trạng thái tinh thần. Bạn vừa nghe xong chương 1 của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.